Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 năm 2017, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam năm 2017, Việt Nam Food Expo 2017. Việt Nam Food Expo năm nay nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia có quy mô hơn 600 gian hàng, sẽ là nơi hội tụ của các doanh nghiệp Việt Nam cùng đông đảo các doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam Food Expo 2017 là kỳ tổ chức thứ 3 nhưng đã thu hút số lượng đáng kể các thương hiệu thực phẩm lớn nhỏ trong nước cùng nhiều quốc gia có ngành công nghiệp thực phẩm phát triển đăng ký tham gia các gian hàng. Một trong số rất nhiều lý do khiến Việt Nam Food Expo luôn có sức hút đặc biệt bởi triển lãm này được tổ chức hết sức bài bản, chuyên nghiệp, là nơi trình diễn quy mô lớn nhất, toàn diện nhất của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, một quốc gia đang nổi lên trên thế giới về nguồn cung cấp thực phẩm phong phú.